huấn luyện viên Anas, đối thủ ăn vạ khiến Ronaldo bị đuổi. Theo huấn luyện viên Luis Castro, Cristiano Ronaldo không đáng nhận thẻ đỏ vì trung vệ Al Bulaihi ăn vạ trong trận Anas thua Al Hilal tại siêu cúp Saudi. Thẻ đỏ cho Ronaldo là sai lầm, huấn luyện viên Anas nói sau trận tối ngày 8 tháng 4. Trung vệ Al Hilal giả vờ bị Ronaldo đánh trúng mặt. Cậu ta ăn vạ vì tác động của Ronaldo rất nhỏ. Bulaihi khiêu khích và sau đó lợi dụng đội trưởng chúng tôi. Đáng lẽ VAR phải gọi trọng tài chính đến xem lại tình huống, nhưng họ không làm vậy. Phút 86, Bulaihi giành bóng với Ronaldo từ một quả ném biên. Đáp lại, siêu sao 39 tuổi giơ khuỷu tay, huých về đối thủ, dường như trúng cổ trung vệ Al Hilal, khiến anh ngã xuống ôm mặt. Cầu thủ hai bên lao vào xô sát, sau đó trọng tài Mohamed Al Hoài rút thẻ đỏ, chốt quyền thi đấu của đội trưởng Anas. Khi thấy thẻ đỏ, Ronaldo còn giơ tay dọa đấm trọng tài. Đây là thẻ đỏ đầu tiên của Ronaldo sau 6 năm kể từ thời còn chơi cho Real Madrid. Trong sự nghiệp, siêu sao Bồ Đào Nha đã nhận 12 thẻ đỏ, nhiều gấp 4 lần Lionel Messi. Siêu cúp Saudi diễn ra ở UAE, có VAR làm việc, nhưng tổ trọng tài là người Ả Rập Saudi. Theo luật, VAR sẽ chỉ báo trọng tài xem lại tình huống nếu có sai lầm rõ ràng và dễ thấy. Tình huống này, trọng tài Hoài không xem lại qua màn hình trên sân. Ronaldo bị đuổi khiến cơ hội đi tiếp của Anas không còn bởi khi đó họ bị dẫn 0-2. Sadio Mane gỡ lại một bàn cho Anas cuối trận nhưng thời gian còn lại không đủ để họ lật ngược tình thế. Al Hilal vào chung kết và sẽ gặp Al Ittihad tối ngày 11 tháng 4 cũng tại Abu Dhabi. Huấn luyện viên Castro là người Bồ Đào Nha, cũng giống đồng nghiệp Jorge Jesus phía Al Hilal. Khi được hỏi vì sao Ronaldo phản ứng như vậy, ông Jesus nói cậu ấy không quen mùi thất bại và viễn cảnh đó tác động tới tâm lý của Ronaldo. Mùa này, Anas đã bị loại ở tứ kết AFC Champions League, bán kết siêu cúp Saudi, đứng nhì bảng Saudi League và coi như hết cửa vô địch. Họ mới giành một danh hiệu là Arab Club Champions Cup, đồng thời đã vào bán kết King Cup và sẽ gặp Al Ittihad ngày 30 tháng 4.